Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một biểu đồ bắn chỉ bằng 4x4 này, anh em vừa nhìn thấy rồi nha. Đây là một biểu đồ cực kỳ xịn. Tuy nhiên nó cũng hơi nguy hiểm một chút, tại vì chúng ta sẽ không lên giáp hồi sinh đâu. Ok, và bắt đầu vào trận đấu. Đó, trận này mình sẽ mang luyện kim nên chúng ta sẽ cố gắng cấu rỉa vào con AD thì nó thật là nhiều cái tích luyện kim nha. Đoán này, mày đầu game thì chúng ta cứ phật farm mà để ý minimap nha, xem có ai đang đi chạy tẻ chứ không là nguy hiểm lắm đâu. Anh em thấy không, đầu game thì Van Hell cũng gần như là không ngán AD nào, tại vì con này nó mạnh đầu game mà anh em. Cuối game thì càng mạnh. Mình sẽ đối khúc này thành thánh kiếm để bắn chỉ bảng cho nó phê nha. Một lần kia vào bên đây lấy tích thêm cái nha. Tớ kể đi, ăn con chim chứ đi. Mày tích này đó heo. Chúng ta phải tích lần kim để có rất nhiều pha không? Nhiều vàng thì mới có thể áp đảo được team địch. Bây giờ không sao, mình vừa mới farm xong và lên level 4. Beat đang bắt đầu đánh nhau to rồi, bây giờ mình sẽ phải chỉ thám beat để hỗ trợ nha. Thôi thôi mình quay vào, chắc chỉ thấy mình đã chạy tiêu rồi. Còn này không? À đây, con này. Có ai đam đang đứng lại không? Kira đánh. Kira, ui dội xong. Trời ta vừa. Thôi, anh con này nó mới dùng chiều cuối xong rồi. Mày nè, hết chiều cuối thì mày bay màu luôn. Khúc này thì mình hơi chủ quan một tí, nên nó đã bị chúng nó hai ở gục mất tiêu rồi. Trời ơi, đây là một cú mất xin đầu tiên. Trời ơi, liên tục là những mảng hạ gục cho team bạn. Bây giờ đó là 1-8 rồi kìa. 1-9, trời ơi. Nhưng không sao, đã có Van Hell ở đây, mình sẽ kéo lại trận đấu này cho anh em coi nha. Thằng bí giác này nó định vô đến đó. Combo mình nhưng mà đâu có dễ. Mấy cái anh cũng đi mid mà, anh không biết vài cái trò đấy. Ha, bật trượt cuối à. Nhưng đâu có chạy được. Mày chết thì còn, ha à, thằng này không chạy. Mày không chạy đi, mình quay đây tao. Ôi thôi, mày bắt. Mày còn tí máu rồi. Ôi thôi. Quả đấy có lì bẻ không chết à, nên thôi chết luôn đi. À tao tục biến lên tao. Mày hết chiêu chạy rồi nha. Mày nè. Còn ai không, đứng lại rồi. Chiến thần Hayate và team bàn đặt tiếp khi bị cháy rồi. Mày ai kéo nó bật trước cuối rồi kìa. Thôi bật xong nó cháy mất tiêu. Thôi kéo đi. Anh em đâu? Ôi Tha tao khá cho tao đi. Bắt con Alice kìa. Trời ơi Alice. Thế mà không bắt được Alice. Mày thế nhỉ. Ê thằng ấy định combo mình hẹn với mình. Mày làm sao đánh nổi tao. Ôm mà mắng con rồng rồi. Trời ơi, phí tất cả đi. Rồng tầm này cũng không quan trọng lắm. Sau rồi sinh ra mình sẽ đi dọn sạch sẽ lính và cố gắng phàm thật nhiều để lấy tiền. Chứ nó không này quá nguy hiểm rồi. Ai không đi đắt à? Mày có định giải đánh nhau không? Chạy ngay còn kịp chứ. Thì mình giết được 6 màng thì mình giết được 4 màng rồi. Thì anh em đủ hiểu cái tiền mình nó phế như thế nào rồi đó. Nhưng mà không sao. Mà định làm gì đây? Thằng này chắc mới lái rồi. Mới lái thì mày chết đi. Ok, mình đã hồi máu sọc. Ây, xe, tao biết rồi. Mày nè, có thằng chiêu cuối của bạn heo à. Ngõm liền. Trời ơi, không lẽ mới dài đi bè. Cứ kệ đi, ta đi farm đi. Làm biến đi bè quá. Đi farm từng từ lấy máu lại rồi. Farm xong một vòng rừng thì cũng chắc đầy máu rồi đó. Mà không tay, ok. Ấy thằng ta ra kìa.
Tôi kể đi, nó đi rừng mà hình dường thì nó ngắt ngắm lên. Thằng Hồng Tây lúc nãy nó mới lái này. Chạy, à, chạy tâm à, tìm ra rồi. Choáng, chưa một bắn tượng bùm bùm. Thế mà không có màn nào, cay thế nhỉ. Không có màn thôi, ta ăn hết lính trong cho chúng mày ăn chung nữa. Có nên ăn kiên công không? Thôi đi đánh nhau. Đánh nhau trước tiêm nó bị quay thôi nha. Thằng ai, mày nè, hai ca. Một phát, hai phát. Ngọc ơi, tao kéo. Là mình phải ăn được thật nhiều chứ đừng nói thế. Càng nhiều mà hát mờ. Nói về mì thì vẫn ăn hết tiêu rồi, thôi kể đi. Để giúp cả đồng đội xanh chung với một mình không thể nào mà chơi được. Đó là chiều hối để chẳng à. Người ta nách ra bên này thì mình chẳng thứ gì. Hả? Ok, Kira đã ăn xong, bây giờ mình sẽ đi ăn con bùa này, có được không? Ê, Unti ạ, mày Unti. Thôi nhà thì để về. Khơi khói về đi, đi farm cho xuống. Farm tí để cây bây giờ. Mất công về chạy lên nó mỏi chân lắm. Ê, thằng này chạy con em đi, cũng là mạng tao à. Mày nè, ok, quá thơm ngon. Búa con rừng mà ta nhường cho mày á, ta chỉ đi hồi máu thôi, chuyện từ này cảm chưa cần búa lắm. Núp đây mình thấy nó nhìn thấy rồi, chụp sao mà núp được hả? Thấy đây, thấy đây. Choáng, bùm, mày này, ê, không nổ chiếc bàn kìa, rồi ơi, may thế nhỉ. Họ thấy nó mà nổ chiếc bàn ngon rồi. Thôi đi về ăn rồng. Không ăn được rồi thì đi ăn rồng. Không tốt. Anh em đâu, đi ra sợ lính biết nè. Chúng nó tập trung. À đây à. À kia, thằng kia. Mày chạy. Chúng mày chạy đâu. Lui nhà thằng. Bụp. Ui. Gần ngõm kìa. Hồi trước đi bẻ ba. Chúng mày chờ tao tiến tao lên này. Đừng có đánh nhau. Thiếu người đừng có đánh. Thôi bây giờ mình đã quay trở lại. Tại vì bây giờ mình đang sánh nhất là vô lực mày. Không phải thì vậy. Bụp. Unti để làm gì? Unti xong thì chết thì làm cái gì? Hả? À, hẹo ngay lập tức. Ôi, ít nữa ra trong kia kia. Thôi. Ơi, đi ẩu quá. Sorry anh em nha. Phải đó mình đi hơi ẩu nên là bị ngõm. Nhưng không sao thì mình đã ăn được con tà thần rồi. Bây giờ sẽ thả và biết để ép. Chờ với, đừng có đánh nhau. Thiếu người mà sao anh được. Trời, quánh thua đó. Thôi ăn hơn bộ xanh. Nhường cho SP nè. Ủa mình chưa kịp nhường đã cướp mất tiêu rồi. Đúng mà giàn xáo. Ok cho mày một like nhé. Cảm ơn sao. Ok cảm ơn gì. Người ta định nhịp nhường ra vào thôi mà ăn thật. Bây giờ mình sẽ phải cố gắng đánh thật cẩn thận nha baby. Late game mà nó đánh ẩu một phát là đi luôn trận đấu. Mình sẽ để cho Alice check bụi trước. Tùng. Còn Alice check bụi là nếu chọn được thương địch nó sẽ có trường để nó nổ. Em có trường bùng nổ hả? Chính là cái đó thì check bụi cũng hay. Ê mày đi vô tay em đi. Ê giời ơi nó mắc. Nó chui vào bụi mất tầm nhìn. Cày thế nhỉ. Ok không sao. Đánh luôn anh em. Đánh luôn. Mày bắt 2 bắn, 3 bắn, 1 bắn. Nó bắt tao nè. Tao tốt biến rồi này. Mày đánh làm sao. Wow mày sẽ chụp phút kìa mày. Từ từ nha. Mình sẽ lùi đuôi đây. Bởi đất tự mình về rồi. Mà không mà mình quay lại và choáng. Mày hay thế. 1 phát, 2 phát. 2 phát ngõm. Mày ấy được có chip bộ kia. Quả đấy để cho mình ăn. Nó có thể được qua ra cứu rồi. Trời ơi, đen cái mà không có lính. Thôi thì khoản kinh công này anh em. Mà báo hết cấp hết thì cần đọc đó. Mày đen, cười đen nhưng mà không sao. À, dám quay lại cơ. Hai vả là bay màu liền. Ăn kinh công không anh em.
Thực hiện này chắc không ăn được rồi, tại vì mình máu thấp quá. Tôi sẽ chạy chạy ao ao ấy. Chạy anh em này chạy đi cả cháu ơi. Nó đu quài nó dòm thôi. Hai con kia sẽ mất tiêu luôn rồi, hai con kia ít máu nữa. Và thế mà đầy máu là anh là mình chơi luôn á. Ôi ơi chết tôi, nó bắt tao này, bắt nó. Mình biết ngay mà. Mày nè. 4k4 chí bằng. Let's game 4k4 chí 4 chí bằng thì còn mấy con sát thủ chỉ biết khóc thét thôi. Rồi bây giờ anh khen có một lời đánh em. Tại vì let's game mình sẽ là mục tiêu của bọn nó. Nếu mà nó không bắt được mình thì bọn nó sẽ ngõm. 2k7 thì nhà anh khen công tích lực nhanh coi. Ui thằng này định cướp à? Sao mà cướp được? Rồi xong mình ngõm chết 3 người rồi. Ai kêu tham ăn làm chi? Bây giờ mình ăn được 16 mạng. Trong đó khi team ăn được 26 mạng. 4 bắn chủ luôn nha. Không có đánh bọn người là bị chết mệt rồi. Chủ luôn anh em. Thằng kia. À đặt thiên à? Đặt thiên. Được đấy nhưng mà sai lầm rồi nha. Thôi ai thôi. Một phát, hai phát, ba phát. Hey, thằng này. Mày yếu sát thủ thì mày thế mạng đi nha. Ai kêu mình làm trò đấy để làm cái gì. Rồi nhà chắc chắn trận đấu mình đã kết thúc ở đây rồi. Ok. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha. Và đây là tổ của mình nè.